ông lão nghèo 6 năm nhặt rác không lương khắp đường phố Hội An. Đã từ lâu, người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh một ông lão gầy gò, làn da cháy nắng cùng nụ cười hiền hậu. Mỗi sáng lại hì hục đẩy chiếc xe tự chế dọc tuyến đường ven biển, vừa đi cần mẫn nhặt nhạnh từng mảnh rác nhỏ bên đường. Đó là ông Nguyễn Thương sinh năm 1960, chú khối phố Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, người được người dân nơi đây thường gọi vui với cái tên chiều mến, ông già rác. Đúng 6 giờ sáng, trong bộ đồ công nhân sườn cũ, chiếc mu lưỡi chai bạc màu, cùng đôi dép tông giản dị, ông Thương đã thầm lặng làm công việc nhặt xác không lương ngót nghét hơn 6 năm nay. Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc bao đồng này, ông Thương kể, khoảng 7 năm trước, khi đang làm đầu bếp tại một khách sạn ở Hội An thì ông bất ngờ gục ngã vì căn bệnh tai biến quái ác. Khi tỉnh lại thì tai của ông đã không còn nghe được, tay chân bị tê liệt. Hơn nửa năm trời lấy bệnh viện là nhà, bác sĩ là người thân, nhưng bệnh tình không tiến triển, gia đình đành ngậm ngùi đưa ông về nhà để chăm sóc trong lúc tuyệt vọng nhất, ông thương bỗng nhớ lại lời dặn của bác sĩ, nếu nằm một chỗ, chân tay sẽ bị liệt hoàn toàn. ông nhớ lại, quyết không đầu hàng số phận, ông gắng gượng, miệt mài cải thiện sức khỏe. những ngày đầu, ông tập đứng, tập đi, tập cầm nắm những thứ nhỏ nhất như một đứa trẻ lên ba. những bước chân cứ tập tính một đoạn là lại té, chầy chóc hết cả người. thế nhưng, mặc kệ những cơn đau thể xác, ông vẫn miệt mài tập luyện và chuyện thần kỳ cũng đến. chỉ sau thời gian ngắn, ông đã đi lại bình thường tay bắt đầu cầm nắm được trở lại. Người khỏe rồi, ông thương chăn trở phải làm việc gì đó để trả ơn cuộc đời. Trong những lần đi tập thể dục, thấy những túi ni lông, khẩu trang bị vứt bừa bãi dọc đường nên ông nảy ra ý tưởng vừa đi tập thể dục, vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường. Lúc mới bắt đầu công việc, ông không dám tâm sự cùng ai và cũng không muốn nhiều người biết về sự cống hiến âm thầm của mình. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, chuyện ông trốn nhà đi nhặt rác làm sạch hội an cuối cùng cũng đến tai người thân lo lắng cho sức khỏe của ông nên vợ cùng ba cô con gái hết lời can ngăn, nhưng ông nhất quyết không chịu. Sau thời gian thuyết phục ủ đường nhưng bất lực, gia đình cũng đành bó tay và chiều theo ý của ông. Vẫn nhớ như in những ngày đầu chồng trốn nhà đi nhặt rác, bà Lê Thị Bảy sinh năm 1967, vợ ông thương rưng rưng nước mắt kể. Sáu năm trước, mỗi lần thức dậy là thấy người chồng ướt nhẹp, nhưng cứ tưởng ông đi tập thể dục chứ không nghĩ là đi nhặt rác. Sau này mới nghe nhiều người nói ông đi nhặt rác như người khùng. Lúc đó cô dị lắm, hết lời khuyên căn ổng đừng đi nhặt rác nữa mà không được bà bảy xúc động nói mặc kệ những lời dị nghị của hàng xóm và sự phản đối từ người thân với quyết tâm trả chữ nghĩa cho đời ông thương đã kiên nhẫn thuyết phục gia đình đồng ý để mình hoàn thành công việc đã hứa với lòng hiểu được tâm nguyện và thấy việc nhặt rác giúp sức khỏe của cha khá lên nên vợ và các con cũng dần chấp nhận những định kiến sự dè biểu từ mọi người xung quanh cũng dần tan biến bây giờ ba càng đi nhặt rác thì sức khỏe càng tốt lên nên gia đình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó Ba đang làm việc giúp ích cho xã hội, tụi em cảm thấy rất tự hào. Chị Nguyễn Xuân Phương 26 tuổi, con gái út ông thường chia sẻ. Cứ thế, suốt 6 năm nay, trừ những lúc ốm đau thì dù ngày nắng hay mưa, ông thương lại dòng rủi khắp các cung đường, ngõ ngách để nhặt rác. Hệ ở đâu có rác ở đó lại có dấu chân ông. Nhiều khi ông còn vào tận những nhà có các cụ già hay trường học để giúp họ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, mà không lấy một đồng thù lao nào. Đặc biệt, với số tiền dành dụng từ việc nhặt ve chai, ông Thương đã đầu tư hẳn hai chiếc xe. Một chiếc xe đẩy, một chiếc xe đạp. Từ đó, hai chiếc xe trở thành bạn đồng hành với ông trên mỗi chuyến đi nhặt rác không lương làm sạch phố cổ. Trên chiếc xe đẩy rác, ông Thương còn dán rất nhiều dòng chữ mà mình muốn truyền tải. Vì tương lai con em chúng ta, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Hãy bảo vệ môi trường, không sử dụng túi ni lông, không vứt túi ni lông ra nơi công cộng. Tất cả những thông điệp này đều do ông Thương tự nghĩ ra, đó như những lời kêu gọi nhắc nhở mọi người cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Thời gian đầu, nhiều người dân và du khách tò mò, ngạc nhiên khi thấy một ông cụ lom khom, đôi chân run run, ngày nào cũng đẩy chiếc xe cũ kỹ lang thang nhặt rác. Có người còn cáo gắt khi bị ông nhắc nhở về việc xả rác, thậm chí họ còn chửi ông khùng và khuyên ông nên hưởng thụ tuổi già, đừng ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Tuy nhiên, mặc kệ những lời gièm pha, chê cười, ông thương không vì thế mà từ bỏ công việc. Đối với ông, những lời mà người khác phản đối là do họ chưa hiểu những lợi ích từ việc mình đang làm. Nhiều người nói tôi được trả tiền nên mới đi nhặt rác. Có người còn chửi tôi khùng, rảnh hơi nên mới đi làm việc không công. Tôi kệ. Rất may, sau một thời gian thì vợ con tôi đã hiểu và ủng hộ. Tôi làm vì lương tâm mình và việc có ích cho xã hội chứ có phải làm gì bậy bạ đâu mà sợ. Ông thương trải lòng. Dần dần, hình ảnh một ông lão long khom nhặt rác, làm đẹp cho phố cổ đã trở nên quen thuộc. Suy nghĩ cái nhìn của người dân phố cổ về ông Thương đã khác. Mọi người hiểu chuyện nên càng trân quý ông hơn. Đến nay, hầu hết người dân sinh sống tại các tuyến đường mà hàng ngày chiếc xe chở rác của ông thường lăn bánh qua cũng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bỏ rác đúng nơi quy định, đường phố ngày càng sạch sẽ hơn. Được biết, những ngày đầu ông Thương bị bệnh, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của vợ. Thu nhập ba cọc ba đồng từ việc rửa chén thuê cho nhà hàng của bà Bảy chẳng đủ tiền thuốc thang cho chồng, nên gia đình phải chi tiêu tần tiện. Hiện, dư chấn của căn bệnh tai biến vẫn còn đó. Một tai của ông thường bị điếc, tai còn lại chỉ có thể nghe được khi mang máy trợ thính. Nhưng chiếc máy này cũng đã cũ mềm và sụt sủi như chính sức khỏe của ông vậy. Để duy trì sức khỏe, mỗi tháng gia đình phải chi hơn một triệu đồng tiền thuốc men. Vợ ông là người gồng gánh, lo toan tất cả. Thế nhưng, khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân phường cho việc nhặt rác, ông thường lại nhất quyết từ chối. Bởi, với ông, đây là việc nghĩa mà ông đã hứa với lòng mình nên sẽ làm cho đến hết cuộc đời chứ không nhận hỗ trợ của bất cứ ai. Tôi già rồi, ngồi không ở nhà mãi cũng chán, thấy đường phố, bãi biển nhiều rác bẩn, mất vệ sinh quá nên tiện tay dọn thôi. Nhìn đường phố sạch đẹp là tôi vui rồi chứ không mong đợi được trợ cấp hay khen thưởng chi hết. Còn sức thì tôi còn cống hiến, để hội an của mình đẹp hơn. Tôi sẽ làm công việc không công này cho đến khi nào đôi chân không đi nổi, tay không nhặt được rác nữa mới thôi, ông thường chia sẻ. Ông Lê Công Sĩ, chủ tịch ủy ban nhân dân phường cửa Đại cho biết Ông Thương từng là người lính đóng quân ở đảo Cù Lao Chàm. Dù bị bệnh nhưng ông Thương luôn nhiệt tình trong công tác bảo vệ môi trường. Xét hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, địa phương đã đề nghị hỗ trợ kinh phí nhưng ông từ chối. Ông Thương nói việc mình làm là hoàn toàn tự nguyện và muốn cống hiến cho hội an. Việc làm của ông Thương xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Đại chia sẻ: